Đi hai người đi trước, hai người đi trước, em đi xem em lười cho nó dễ lắm nha, nó không có khó đâu mà, cứ miễn đi trước, đừng để nó đi trước nó kéo lại được. Đi anh ơi, đây ăn Mỹ không? Ăn Mỹ, Hội An Bình Định à, chốt 3 con này 18 triệu như thế này, này 18 triệu 500, nhưng mà mua 3 con ra lọc Nam Sĩ, con lớn thôi để nuôi cho nó nhanh lớn lứa đầu. Để bò xem video với hoài á, thấy nó hài lòng không chứ? Dạ, ok. Dạ. Đây là nói chung hai con đây hồi bữa trên video là vẫn thấy rõ ràng mà. Dạ. Hai con đi nó không có bằng nhau nhưng mà dạ. Em cũng vẫn nó trên lệch, nhưng mà cái con kia là cái dàn cốt nó tốt hơn. Đúng rồi. Thì con lấy dàn cốt nó tốt hơn. Hai con là dạ. Hai con video là cũng vậy. Nhưng mà cái độ lớn là cái con đó nó lớn hơn, nhưng mà cái dàn xương của con đó là thường xương hơn. Con kia là dàn xương nó đọc hơn. Còn con lớn thì thôi miễn bàn về chót rồi. Cái này là vừa cho đồng ấy. Dạ, cỡ đó là vừa luôn á. Rồi giao bò cho ông anh ở Ân Hảo, Hội An, Bình Định xem. Thì mình về nhà mình mua bò và chiều hôm nay thì mình bắt được mấy con. Đó thì hai vị khách, một người thì ở Mỹ Thọ, Bình Định chốt một cặp, và một người nữa thì ở An Lão, Bình Định á, chốt tiếp một cặp nữa. Là tổng quan ngày nay hành trình là mình giao 7 con. Tiếp tục quay lại công việc cũ, sau kỳ nghỉ lễ 2/9 cùng với gia đình. Tuần TV xin kính chào quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi. Hôm nay thứ năm ngày 5/9/2024 dương lịch. Và sáng hôm nay, cuộc hành trình của Tuần TV vận chuyển tổng quan 3 con 3B như trước màn hình quý cô chú anh chị đang xem, giao về cho ông anh ở ngoài xã Ân Mỹ, huyện Hội An, tỉnh Bình Định. Đó thì ba con này anh chốt mình cách đây một tuần rồi. Đó, nhưng mà anh đang làm chuồng trại với xem được cái ngày đẹp và giao về chuồng mới, nên là sáng hôm nay mình bàn giao ba con 3B như trước màn hình quý cô chú anh chị đang xem. Rồi, giá là 58 triệu mình bao vận chuyến và nuôi giúp anh mấy ngày để anh xem chuồng trại cũng như là làm vệ sinh và theo dõi bò giúp anh. Đó thì mình giao xem ba con này thì mình về mình đi xem và mua một số bò để ngày mai á thì mình sẽ giao tiếp 8 con nữa về Quy Nhơn, Bình Định. Và ông anh ở trong Quy Nhơn á với lại ông anh ngoài Hội An mình sáng nay mình giao đây á là mua bò của mình cách này một tuần rồi đó, gửi mình tổng quan 11 con xem hôm nay để xem được cái ngày đẹp và mình giao đó. Ông anh trong Quy Nhơn 8 con thì khách cũ năm ngoái anh cũng mua của mình 8 con rồi đó. Thì bây giờ ngày hôm nay ông anh ngoài Hội An nhận bò thì mình giao ba con này trước và mình về mình mua bò để cho những vị khách đặt hàng bên mình có bò đẹp để nuôi. Còn ngày mai thì mình tiếp tục giao về Phú Yên đó, thì những vị ấy nhầm, ngày mai thì mình giao về Quy Nhơn đó, thì những vị khách mà tin tưởng đặt bò bên mình á thì chờ đợi mình vài hôm mình giao các vị khách gần trước, và các vị khách ở Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum thì mình sẽ sắp xếp giao sale đó. Và cuộc hành trình ngày nay bắt đầu, mình giao ba con này cho các cho ông anh ngoài Hội An, Bình Định có ưng ý, có hài lòng hay không thì mời quý cô chú anh chị cùng bà con dân nuôi theo dõi hết video để biết. Đồng thời like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ Tuần TV ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi đến quý bà con, quý cô chú anh chị nhé. Ngày mới bắt đầu và kết thúc cuộc hành trình này chắc cũng là cuối ngày, mình làm video chi tiết để bà con tham khảo. Rồi, đi giao bò cùng mình nào. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. Dạ là đúng giờ quá gì nữa. Đây con mình ơi. Dạ. Cứ 7 giờ tới 9 giờ đúng giờ thiền là được á. Á đồ ăn để lên clip nữa trời. Gì sao? Phản vậy. Dạ. Á đồ lên clip ai chi phần trên má. Giờ lùi lại ngang chỗ kia mình dứt lên. Dứt bộ lên đi. Ờ, cho cái đường em. Dạ. Yeah. Lên xem được. Giờ có sẵn rồi chứ. Đây thì em tồn lo. Cứ dứt không vậy á. Ừ. Ok. Quá ok em. Con đòi này giờ nó vững vàng rồi, nó to đùng rồi, rồi mình nuôi nó đẹp. Bởi vậy rồi bữa thấy con đấy mình tiếc chứ mà. Đúng luôn nha. Xuống đây trước đi, xuống đây trước đi. Dạ dạ. Em đi con. Ném em đợi xuống nghe. Đợi xuống nghe em lừa nó đi vậy. Cứ dắt nhẹ nhẹ đi là em lừa đi. Đi. Rồi người nào đi trước đi. Thôi em cho gặp nhỏ đi trước, còn đi hai người đi trước. Hai người đi trước em đi xem em lừa cho. Nó dễ lắm nha, nó không có khó đâu mà. Cứ miễn đi trước, đừng để nó đi trước nó kéo lại được. Đi.
đi đi, từ từ dẫn là đi trước đây, đừng để nó chạy trước nha, để nó chạy trước nếu là được á. đi về chạy xe lên cứ hai nhìn đá. Đi từ từ, cứ đi trước, đừng để nó đi trước là được. Hôm nay nó chững chàng rồi mà, về bác sinh đồ đòi đủ hết rồi, về anh chỉ có nuôi thôi, khỏi có lo gì nữa hết. Không sao đâu, cứ dắt đi. Mấy con em đi rồi đó. Dạ. Ở trong miếng, trong khu vực tỉnh Bình Định đó là mấy con em đi. Anh đi lại cái clip cũ lại. Dạ là ông ở trên đời mua một con em chó ra đó không? Ở Phú Yên á, một con em muốn giao nhưng mà hãy chờ có chiến thì mình ghép. Nếu một con đi thì nó không đủ tiền giàu. Chứ còn ở trong tỉnh Bình Định đây một con là em xếp em giao được hết. Đi. Đấy. Hai con nó còn lớn với con nó rồi nó uống gớm, còn cái con đây nó sáng nay nó ăn cho nó lạnh, đêm hôm mưa lạnh ít uống hơn, còn cái con lớn quầy rồi nó ăn thâu á. Mùa già ngày qua mưa to lắm anh. Đi anh không bảo ấy hả, 8 con nữa ông anh trong Quy Nhơn khách cũ năm ngoái anh mua 8 con. Ông mua ông lượt với anh luôn á, mà ông gỡ lại. Về cái 11 con em làm vô một chuồng ấy. Cho ăn rồi làm vệ sinh rồi hết luôn. Đi. Mai mốt là có gì. Đi. Liên hệ cứ dài rồi thử. Bỏ giờ nói chung là em làm chương cái dòng đó mình tiến được cái con mẹ nền, sau này mình nuôi nó mới to bò được. Nuôi bò mà nó thường bò sau này nuôi nó không có ra sát. Anh đang hàng cái cổng phụ. Dạ. Anh sợ nghĩ nó mình xa nhà đó. Dạ. Yeah. Nó có sức dây đồ nó cũng vẫn nằm ở trong chuồng. Ê. Đâu lên tên kỹ cái cốc à. Đi. Đang ghế cốc cũng có trái ăn. Cốc của bà ta. Đi. Ở đây đêm hôm cũng mưa nè. Mưa đều trời mà. Nhảy lần rồi. Nhảy lần cổ. Mừng nhảy lần cổ. Đi. Vô. Vô rồi ăn, đứng gặm. Đi. 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 Đi vô. Chuồng mới, ngày vừa rồi ổn định vô. Đứng hay ăn chóng lớn, vô. Đó. Muốn cột chứ gì đây cột. Tính hàng thì xích lên xuống đây nè, quàng lên đấy mình lòn ra nè. Ừ. Hàng lên rồi. Nó khỏi dính. Nó có ô rồi nó đâu có chen con này chung qua con kia được đâu, có sợ nó dính. Đó. Anh ở đây ăn Mỹ phải không? Ăn Mỹ. Ăn Mỹ thôi, ăn Bình Định, à, chốt 3 con, này 18 triệu như thế này. Này 18 triệu 500 nhưng mà mua 3 con ra lọc nem sĩ, con lớn thôi. Để nuôi cho nó nhanh lớn lứa đầu. Ăn uống rồi, hôm nay em theo dõi rồi yên tâm. Rôm có gì cũng được. Hồi nãy không uống nước, bây giờ hụt uống nước làm gì vậy? Hồi nãy hai con nói uống bụng chành bành mà con nói đứng ham ăn có không uống. Bây giờ về hụt uống nước, khát nước.
chua hai ông đây ăn bụng như cái trống có ông này nè. Quay cho ông ăn sao mà ông ăn bỏ vô ăn lặn cái ruột như cái trống ấy. Đẹp. Nuôi thứ ba con đi rồi biết Tùng TV bán bò nó có khác gì ngoài đây không nha. Tùng TV lâu rồi. Coi lâu rồi mà anh em mới có dịp giao lưu. Tính ra còn 2 năm nữa. Đâu, rôm, thả vô cho nó đứng, nó có công chuyện nó làm chứ không nó phá. Đầu tiền bỏ nhà hay tiền đây? Để về nhà đi. Đi về, về dưới không được. Về dưới giao lưu uống nước đồ rồi chạy về trong. Uống nước làm nhỉ? Uống nước đi. Uống đi, uống đi, chạy đọc sơn. Đâu. Uống. Bò xem video với hoài á, thấy nó hài lòng không không chứ? Dạ. Okay. Yeah. Nói chung hai con đây hồi bữa trên video là vẫn thấy rõ ràng mà. Dạ. Yeah. Hai con thì nó không có bằng nhau nhưng mà yeah. Em cũng vẫn nó trên lệch nhưng mà cái con kia là cái dàn cốt nó tốt hơn. Đúng rồi. Thì con lấy dàn cốt nó tốt hơn. Hai con là yeah. Hai con video là cũng vậy. Nhưng mà cái độ lớn là cái con đó nó lớn hơn nhưng mà cái dàn xương của con đó là thường xương hơn. Con kia là dàn xương nó độc hơn. Còn con lớn thì thôi miễn bàn về chót rồi. Cái này là vừa cho tụi mày. Dạ, cỡ đó là vừa luôn á. Cần 90. Dạ cho ba tháng sau là đứng đó cao hơn khúc hết á. Để cho nó ra cái đứng ấy ra. Nước trong ống. Bơm nước là mình để ý cho nó trời nắng ấy, là nước trong ống nó nắng ấy, nó xả vô bò uống nó đeo bụng á. Cái giếng này nó xuống, không có nước cho giếng. À. Giếng khoan. Giếng khoan. Là bơm xong là nước nó thụt xuống. Chuột. Nó có chảy thì nó có ra này, nó ở trong chuột. Không còn trong chuột tiếp quá. Từ từ với gì đâu. Hết đạn. Ý là có việc nào mà em giao vào đây nè. Dạ. Có alo. Dạ. Thì ý là giả sử như alo mà đúng cái gì không có đạn là thì hầu nào cũng được hết á. Cứ hầu nào có đạn alo nó ghép anh con tầm tiền gửi giải gửi kia vậy em à. Biết em siêu tầm nhận con nữa bỏ vô lại nó đủ ô. Thịt lên hừ nó luôn bình thường mà tém thoải mái chứ sợ kia ra đây tém thoải mái giống gì đâu bò ở xa đồ á làm về ở bò đây em báo hành cho anh bét toàn hàng núi không trên các xương ra đây mà con khúc đường mà trong nước gì vậy chứ mà bò bét canh biển về đây cũng ơ mình không à. Ở đây nuôi biển không được à. Ở chỗ anh đây mà xuống dưới kia bét là về dính liền như chỗ anh đây khỏi cần đừng đi dâu ra bất dưới Định Bình dưới cây cầu bằng xương máu này dạ là về là dính liền á không được dạ mà hoài thì cái mình phải đứng chuyện đầu nghe chị quay sơn là chuyện đầu nó không chịu đâu quay sơn là đu gì Định Bình là ok nên đầu là nó vô sợ vô tay nó rấy nó không chịu ở đây mình xuống mình ra kể rồi kỹ rồi mình chỉ làm từ cầu kỹ rồi kỹ về đâu ok đây. Rồi giao bò cho ông anh ở Ân Hảo Hội Ân Bình Định xem thì mình về nhà mình mua bò và chiều hôm nay thì mình bắt được mấy con đó thì hai vị khách một người thì ở Mỹ Thọ Bình Định chốt một cặp và một người nữa thì ở An Lão Bình Định á chốt tiếp một cặp nữa là tổng quan ngày nay hành trình là mình giao 7 con đó thì bây giờ mình lên mình giao cặp 3B như trên xe quý cô chú anh chị đang xem đôi đó, về cho ông anh ở An Lão Bình Định giá là 37.500.000 đó con 18.5 và một con 19 đó, cặp 3B cực đẹp luôn đó, thì bò mình bắt và mình công khai báo giá chi tiết đó, giao tới đâu mình quay tới đó bà con quan tâm thì nhớ theo dõi hết video này để biết cuộc hành trình 7 con ngày hôm nay như thế nào nhé. Thành thủ giao ở chỗ mưa với lại về em còn giao con cặp lớn nữa đi cho ông anh kia. Bảy mấy coi gần 80 coi vậy chứ. Dạ. Trường bây giờ thôi. Dạ, bảy mấy coi gần 80 á. Bây giờ anh ở chỗ nào các sườn đấy? Các hành nữa các hành. À ở các cái dòng số 7 này. Dạ. Đi xuống. Cặp đợi đều như viên. Đi xuống. Đi. Vô. Bao giờ nuôi bê chưa hay là nuôi bò lai anh? Chưa nuôi bê anh. Để bác lớn tuổi ông nhét vô cho dưỡng vàng. Đi, vô. Đi, vô. 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 Đi. Giờ chiến đối qua hết bê.
còn lai nuôi hết hiệu quả không? Nuôi bán nó không muốn mua mà. Không muốn mua đó không thiệt. Dạ. Bê còn lai giờ bán không muốn mua vậy rồi. Ừ, thuận phía đây còn lại đứng dàn phía đây còn đấy đứng dàn phía đây được ạ. Rồi, đó. 37 triệu 500 con 19 con 18 rưỡi. Quay báo giá để bà con tham khảo. Ông anh đây ở thị trấn An Lão luôn. Thị trấn An Lão á. Dạ. Yeah. Lấy cục rà dục vô cho nó ăn. Dạ, thấy anh quay nói đi về chưa tới nhà đấy. Hàng đều không anh? Về cái cầu vô phủ đó. Rồi rồi rồi, chỗ đó rộng á. Về tới Mỹ Thọ mà trời còn sáng là được rồi. Trời nó tao thui vẫn thấy bò thấy bê nữa. Đây. Gọn dài ném kẹp lại vậy á. Từ từ. Nào, đi xuống. Đi. Đều nó độc nó đẹp là nuôi thôi chứ nó trơn lợt thấy vậy chứ nó không có nhiều đâu. Không, kẹp như bức tranh. Đừng để nó đi trước, đi nó đi trước ném lại á. Mình đi trước để nó đi trước ném lại á. Nào đi trước đi. Đi. Dạ. Đi, đấy. Nhẹ nhẹ vậy đi, đừng để nó lôi đi trước lại, ném lại. Rồi trước là nó kéo. Đi. Vì rồi bừa không rồi chứ. Hôm nay bỏ dưới ra nhiều. Liên tục. Đi. Đi. Ê, đừng để nó đi trước, đừng nói. Gửi lại mình đi trước, nó đi trước là nó níu đường á. Đi. Léo. Thả hai dây nha. Đi. Dạ. Dạ, hai con này, còn con nữa ngày mai em chơi đi Tây Sơn. Cái con 19 rưỡi con nói em mai chơi đi Tây Sơn. Còn quầy ăn hai con. Hai con kẹp số 3, số 4 ấy. Trời ơi, ông đùng đáng cho con. Đi. Đi. Đúng không? Chết giỏi á. Chết giỏi á. Nghe nói tiếng giống quá giống à. Đi vô. Dạ. Chính xác ạ. À, coi bộ anh mạng hư giống bức tranh không? À, em coi nữa rồi. Đấy, ra đây coi. Cắt xương ra đây mà xa gì? Chiều giờ đi lên quầy ăn, giờ mới xuống tới đây mà. Sợ nó tấu. Đi, vô. Ê, chung vào đây, đưa vào đây. Đi. Đi, vô. Vô, bước. Dạ. Mét thì cũng có mét thiệt, nhưng mà bò giá đó thì dễ có, chứ còn bò to là lại không có, mua là không bán. Đó, 38 triệu, kẹp, giao lưu tiếp tục Mỹ Thọ. Mỹ Thọ, Mỹ Thọ hôm nay giao liên tục mà. Mỹ Thọ không nghe. Ý là không nghe. Dạ, cái đó cái này. Ngoài chỗ chân tư Mỹ Thọ đó em giao bò em sùm ngay từ cái cổng làng là đổ xuống tới chân tư. Là sao? Ý là không nghe đen lên. Quả cho có chứ, anh theo dõi anh biết mà. Em không nghe Mỹ Thọ mà nghe gì phụ. Liên khúc chiều mưa. Đây, người ta tỏi, em mới tìm phèm không à, viêm da nấu cục với tổ huyết trùng.
Còn mấy sinh là về, ủa lộn, tới Dung sáng thì anh về anh nuôi. Bây giờ thì Dung vậy anh ổn định rồi. Anh ổn định rồi làm. Ở đây thì tại Dung. Dạ. Yeah. Ở đây thì đỡ tại Dung. Lượng bò cung cấp cái con bò nó phải cao dài chân trụ, nó to, nó binh lực vậy chứ. Bò mà thường thường đâu có thèm mua. Dạ, chỉ con ra binh lực không? Cái mà trụ nhỏ. Không phải. Cái mà nhỏ. Nói chung cái con đó thì cũng cũng được chứ không có con nhỏ đâu. Thế sao bữa nay mới giờ chơi nhỏ. Hôm nay thì cũng được. Thì không có bò bự ra. Không, bò bự không có gì giờ có. Nó nuôi lỡ cửa cái gì. Vừa gửi giờ nào đâu bán đâu mà. Ai đi bán. Vừa gửi giờ nào đâu bán đâu mà. Tất cả á. Gửi hèm mới đời nào đâu có bán nữa đâu. Ở em rôm biết. Yep. Rôm ơi, cứ giọng rôm vô cho nó ăn, rôm có không được. Dạ em thôi chứ. Bỏ ăn có bỏ. Dạ tôi thề ha, anh mơ thôi. Nhỏ túi không tồn không chứ. Sao nhỏ hơn. Chứ chị nghĩ em lớn lắm em. Không. Thiên ở. Mơ bà mới tui đầu để kiếm thêm chút nữa cho tội cho bà. Bán đi buôn đồ. Mua bán. Mua bán là chịu mua bán chứ còn nhỏ túi mà. Đi. Để bòi bòi rồi kiếm thêm chút nữa chứ cứ nói già già rồi kiếm không được.